Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm canh tí Ngày này là ngày tân hợi tháng mậu tí năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim Quỷ giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thoa xuyến kim ngày tân hợi tức can sinh chi nghĩa là kim sinh thủy và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm thoa xuyến kim kỵ tuổi ất tỵ kỵ tỵ ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành mộc cục, xung với tỵ hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi ất tỵ, kỷ tỵ, ất hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ, về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao chu tức hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao tội chỉ, xấu về tế tự, tố tụng về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này nhờ có sự phù trợ của tam hội cho nên bạn tuổi tí có thể gặp gỡ được quý nhân và quý nhân có thể là người ở ngay cạnh bạn giúp cho bạn khắc phục được những khó khăn, đồng thời đưa ra được những định hướng phát triển cho tương lai với mình. Bạn mệnh tuổi tí cũng hoàn thành xuất sắc được công việc cấp trên giao cho, nhờ thế mà bạn nhận được sự khâm phục của rất nhiều người. Và với bạn tuổi tí, bạn hãy tự tin tiếp tục cố gắng hơn nữa chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Tý là người thông minh và nhanh nhẹn, tuy nhiên bạn cần phải cẩn thận hơn nữa trong việc xử lý các tiểu tiết. Nếu như bạn muốn đạt được những thành tích xuất sắc hơn, đồng thời bạn Chứ có hoành hoang mà hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn để học hỏi mọi người hơn nữa. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim có được cơ hội gặp gỡ quý nhân, tử vi tuổi bính tý thuộc thủy khắc phục khó khăn có hướng đi cho tương lai, tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa hoàn thành xuất sắc công việc được cấp trên giao cho. Từ vi tuổi canh tí, thuộc thổ, nên khiêm tốn học hội mọi người xung quanh. Từ vi tuổi nhâm tí, thuộc mộc, cần chú ý tiểu tít khi giải quyết công việc. Về đánh giá của bà tuổi tí trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Sửu làm trong các ngành nghề tự do sẽ nhận được tài lộc dồi dào. Và nếu như bạn mệnh tuổi Sửu đã cố gắng không ngừng trong suốt thời gian vừa qua thì bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với mình. Bạn có biết mình cũng là con giáp hào phóng, tương lai chắc chắn sẽ giàu hơn người đó bạn tuổi Sửu nhé. Và với bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn hãy cười mở hơn với những người xung quanh, không nên tự tạo ra rào cản cho chính mình trong quá trình hòa nhập. Bạn biết với nhiều người, bạn sẽ nhận ra xung quanh mình có nhiều người thật lòng và sẵn sàng giúp đỡ cho mình lúc khó khăn, gian nan. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này, đối với bạn tuổi Sửu bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi sửu bạn đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình mà đang lơ là đi việc quan tâm tới gia đình nếu có thời gian rảnh rỗi thì bạn hãy bắt tay vào làm những việc đơn giản để hâm nóng tình cảm giữa các thành viên trong gia đình ví dụ như là chung sức vào cùng nấu một bữa ăn với mọi người Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim người làm nghề tự do sẽ nhận được phúc lộc dồi dào tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nhận được phần thượng xứng đáng nếu như bạn đã không ngừng cố gắng tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa nên mở rộng mối quan hệ với mọi người tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ phá bỏ rào cản tự xây dựng lên cho mình tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc hâm nóng tình cảm quan tâm hơn đến gia đình và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 3 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu cà phê màu xám quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Mão tuổi Hợi từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá, cái điều này gây ra ảnh hưởng lớn đối với bạn tuổi dần trên phương diện về tình cảm. Và ngày này, đối với những người đã lập gia đình rồi thì tình cảm giữa bạn và người ấy đang có dấu hiệu rạn nứt và bạn cần phải chú ý để hóa giải những hiệu lầm nếu như có ngay lập tức. còn đối với những người chưa lập gia đình thì cũng gặp nhiều chuyện không được như ý muốn. cho dù xung quanh bạn có nhiều đối tượng muốn tiến tới với bạn nhưng lại khó có thể tìm được một người thực sự phù hợp với mình. có lẽ bạn mạnh tuổi dần cần phải bình tĩnh để chờ, chờ đợi thời điểm khác thích hợp hơn với mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn mệnh tuổi dần có nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp. Sự chăm chỉ, cần cù đã giúp cho bạn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đệm giúp cho bạn thăng tiến trong tương lai của mình. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, tình cảm vợ chồng rạn nứt cần phải tìm cách hòa giải. Từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa không tìm được người như ý muốn. Từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ bình tĩnh chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn với mình. Từ vi tuổi canh dần thuộc mộc nhận được sự tin tưởng của mọi người. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim cơ hội thăng quan tín chức trong tầm tay. Vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ V tuổi Mão, Chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Mão, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mão đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, hợi Mão mùi phù trợ, cho nên bản mệnh tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ gì. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi Mão không nên lý tự hóa mọi việc bởi như nếu gặp trục trặc, trở ngại sự việc không như ý muốn, bạn dễ cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi. Và với bạn tuổi mão, bạn tính hiền hòa, vui vẻ, các quan hệ xã giao của bạn vẫn đang phát triển khá chi là thuận lợi. Khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không nên quá lo lắng bởi xung quanh bạn chắc chắn sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ cho bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này cho thấy gia đình của bạn mệnh tuổi Mão cũng đang có được bầu không khí rất chi là hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn tâm sự với nhau cho dù việc lớn hay là việc nhỏ chẳng giấu giếm bất kỳ điều gì cái điều này làm cho đôi bên càng ngày càng trở nên thấu hiểu và gần gũi nhau hơn, hạnh phúc hơn. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy hăng hái bắt tay vào công việc được giao. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa cả thèm chóng chán nên rèn luyện tính kiên trì. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ nhận được sự yêu mến của nhiều người. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc nhiều người giúp đỡ nếu như bạn gặp khó khăn từ vi tuổi quý mão thuộc kim vợ chồng hòa hợp và thấu hiểu nhau vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 9 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu xanh rêu, quế nhan phù trợ, tuổi xỉu, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có thương quan giáng họa cho nên với bạn tuổi thìn, gặp phải nhiều chuyện không như ý muốn trong công việc. Khi phải đối diện với khó khăn, bạn phải cố gắng giữ tinh thần lạc quan và tích cực, chớ có vội vàng nghĩ tới chuyện, bỏ mặc tất cả. Trong ngày hôm nay, đối với bạn mệnh tuổi thìn, không nên hiếu hiếu thắng hoặc là quá mức cố chấp trong một vấn đề nào đó. Và khi tiếp nhận hoặc là giải quyết việc gì, bạn mệnh cần phải lắng nghe đa chiều, chứ không nên chủ quan. Tin theo điều mình muốn tin Bên cạnh đó Ngày này đối với bà tuổi Thìn Bạn lại đang gặp ngày có thổ khác với Thủy Lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi Thìn Là bạn cần phải bình tĩnh hơn Khi nói chuyện với nửa kia Và mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến với nhau Đừng có khăng khăng Bắt người ta phải nghe theo ý kiến của mình Bởi chưa chắc mọi quan điểm của bạn Đã là đúng đắn Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ công việc vướng nhiều rắc rối, phức tạp. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ không nên bỏ cuộc một cách nhanh chóng. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc lắng nghe nhiều chiều không nên phín diện. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim không nên hiếu thắng hoặc là có mức cố chấp. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy lắng nghe nửa kia bình tĩnh trò chuyện về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 7 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân... tử vi tuổi tỵ chủ nhật ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngộ hành tương xung cái điều này khiến cho bà tuổi tỵ nói năng không suy nghĩ không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình bạn tuổi tỵ bạn vốn là người biết cách ăn nói thế nhưng hôm nay bạn lại dễ gây mất lòng những người xung quanh. Bạn mệnh tuổi tỵ cũng sẽ trải qua một ngày làm việc vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn cũng không nên nóng vội, muốn đạt được kết quả mong ước ngay lập tức. Bởi thành công sẽ không thể đến nhanh chóng trong nay mai. Bạn cần phải bình tĩnh, bước từng bước một. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có thủy khác với họ cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay lại đang có điểm báo không được tốt cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bạn mệnh tuổi tỵ và con cái gặp nhiều rắc rối. Con cái có thể có những khuyết điểm khiến cho bạn không hài lòng. Tuy nhiên, với bạn tuổi tỵ không thể chỉ nhìn vào những khuyết điểm ấy để nhắc đi nhắc lại. Điều này sẽ khiến cho con cái của bạn dần trở nên tự ti với bản thân mình. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ nói năng không suy nghĩ, không quan tâm tới hoàn cảnh giao tiếp. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ dễ nói năng, nặng lời, đắc tội với người khác. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc làm việc vất vả, ôm đồm nhiều việc. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim không nên nóng vội, muốn vươn tới thành công. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy chú ý trò chuyện, khích lệ con cái nhiều hơn. Vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu tuổi xíu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ, chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp ngày có thủy khác với họ, cái điều này cho thấy bà tuổi ngọ rất có thể sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia của mình dù là vợ chồng cũng vốn khó tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến với nhau. Tuy nhiên, bạn không nên quá nóng nảy nói ra những lời thiếu suy nghĩ gây tổn thương cho nửa kia của mình như vậy. Và một khi chiến tranh lạnh xảy ra, dù ai là người đúng, ai là người sai, bản mệnh tuổi ngọ cũng nên nghĩ tới việc không nên dành phần thắng về mình. Bạn cần phải chủ động làm hòa với người ấy bởi mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến cho bầu không khí gia đình tăng thêm căng thẳng mà thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này cho thấy với bản mệnh tuổi ngọ vốn là người chín chắn và có chí tín thủ. Tuy nhiên, để thăng tín thì ngoài tài năng của bạn, bạn cũng cần phải xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp và bạn hãy tìm cách mở rộng mối quan hệ của mình hơn nữa. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, vợ chồng dễ xảy ra chín tranh lành. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy không nên cố gắng giành phần thắng về mình. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa chủ động làm dịu đi những mâu thuẫn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ mở rộng quan hệ với đồng nghiệp lãnh đạo. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có trí tín thủ đặt ra mục tiêu rõ ràng cho mình. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần nâng đỡ. Cái điều này khiến cho bà tuổi mùi đang có được một ngày sự nghiệp phát triển rất chi là thuận lợi. Và ngày này, đối với những ai làm công ty, cơ quan, văn phòng thì có thể duy trì mối quan hệ hợp tác làm ăn hài hòa với làm nghiệp, đồng nghiệp. Nhờ đó mà công việc của bạn được tiến hành vô cùng là thuận lợi, trôi chảy. Những người đầu tư kinh doanh cũng có thể tìm được những mối hợp tác có lợi trong ngày hôm nay và với bạn tuổi mùi hãy tranh thủ nắm bắt những cơ hội đang xuất hiện trước mắt mình, chớ có chần chừ, do dự để cho người khác giành mắt là rất chi là đáng tiếc cho bạn. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi mùi, ngày này lại không thích hợp để cho bạn thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Vì vậy, với bà tuổi mùi không nên vội vã khiến cho bản thân mình vướng phải những rắc rối. Bạn hãy chờ đợi một thời khơ khác, thời điểm khác thích hợp hơn với mình, rồi sẽ triển khai thực hiện. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, quan hệ xã giao hài hòa hợp tác với đồng nghiệp tốt đẹp. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, công việc thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc hỏa, tìm được những mối đầu tư hứa hẹn. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, không nên chần chừ để người khác giành trước cơ hội. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, nên suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện kế hoạch. Phải đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân chủ nhật ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên bà tuổi thân đang có điểm báo bạn phải trải qua một ngày không được yên bình với mình bản mệnh tuổi thân dễ phải đối mặt với tiểu nhân hoặc là vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn và bạn có thể bị những người không hiểu rõ về mình hiểu lầm. Và với bạn tuổi thân trong ngày này, dù có rơi vào tình huống như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng đừng có quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng ngay, mà bạn cần phải dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Nếu bạn làm được điều đó, những kẻ có lợi với bạn sẽ phải nhận sai về mình may mắn cho cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi thân nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia nếu như công việc của bạn có gặp trục trặc bế tắc thì bạn cũng đừng có ngần ngại tâm sự với người ấy hai người cùng trao đổi ý kiến thì sẽ có được cái nhìn toàn diện và tìm ra hướng giải quyết nhanh chóng và chính xác hơn rất chi là nhiều vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tiểu nhân gây họa vướng chuyện thị phi tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa bị nhiều người hiểu nhầm tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ không nên quá nóng nảy và tìm cách phản kháng tử vi tuổi canh thân thuộc mộc chứng minh bằng những hành động thực tế của mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim tâm sự với nữ kia để cùng tìm cách giải quyết Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi Dậu chủ nhật ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng cái điều này cho thấy với bà tuổi Dậu đang có những mối nhân duyên khá chi là tốt đẹp đặc biệt là với những ai chưa lập gia đình và với bà tuổi Dậu bạn là người có sức quyến rũ trời sinh. Nếu có ai để ý, bạn cần phải cởi mở và cho đôi bên cơ hội được tiếp xúc, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Trong ngày này, đối với những ai đã có gia đình rồi thì bạn luôn tin tưởng vào nửa kia. Cho dù có nghe thấy những lời bóng gió, bạn cũng không bao giờ nghi ngờ mù quáng. Bạn tin rằng vợ chồng nên đối xử chân thành với nhau, tối kỵ việc ganh tuông vô lý về phương diện tài lộc của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này thiên tài phù trợ cho nên đối với những bạn làm nghề phụ làm nghề tự do thì có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay nhờ vào vận may của mình mà bạn tuổi dậu có thể kiếm được một khoản tiền khá khá tuy nhiên bạn không nên phụ thuộc quá nhiều vào điều này về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy nhân duyên với người khác giới được tốt đẹp tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa mở rộng lòng mình cho đôi bên cơ hội tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tin tưởng nửa kia không tin lời bóng gió tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc người làm nghề tự do có cơ hội phát tài tử vi tuổi quý dậu thuộc kim không nên dựa dẫm vào vận may vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt, chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cảnh báo bạn tuổi tuất gặp nhiều điều không thuận lợi trong sự nghiệp của mình ngày hôm nay. Ngày này khó khăn bày ra trước mắt, cái điều quan trọng là bạn tuổi tuất cần phải giữ được trạng thái tâm lý tích cực, không nên rối lên bởi rồi mọi việc sẽ có cách giải quyết thỏa đáng với bạn. Trong ngày này, đối với những bạn làm ở văn phòng, những bạn làm công ăn lương thì cần phải thay đổi làm việc bởi bạn đang tản mạn, chỉ thích làm theo ý của mình mà không quan tâm tới mục tiêu chung của tập thể. Nếu như đã làm việc trong môi trường tập thể thì bạn không nên tự tách mình ra mà hãy tìm cách hòa nhập và phối hợp với mọi người để cho có được kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có thổ khác với Thủy. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tuất cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình. Bạn có nhận ra mối quan hệ của mình và các con đã không còn được gần gũi như trước nữa. Và bạn đừng có viện cớ công việc bận rộn để bộ lỡ quãng thời gian dành cho con cái của mình. Vài từ vi tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa gặp nhiều khó khăn trong công việc tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ suy nghĩ tích cực hơn khi đối diện với vấn đề tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc hòa nhập với tập thể không nên tự cô lập bản thân mình tử vi tuổi canh tuất thuộc kim quan tâm hơn tới con cái của mình tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy không nên làm việc tùy theo ý mình vài đánh giá của ba tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang ảnh hưởng của cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình cái điều này cho thấy với bà tuổi hợi dễ dự ở trong lòng những tư tưởng bi quan và tiêu cực khi đối diện với rắc rối bà tuổi hợi không nên vội than thân trách phận thay vào đó bạn cần phải suy nghĩ tích cực và tìm cách khắc phục chúng và với bà tuổi hỏi bạn là người thông minh nhanh nhẹn tuy nhiên đôi khi bạn lại quá nóng vội cái điều này gây ảnh hưởng tới việc đưa ra quyết định của bạn nếu như bạn còn chưa chắc chắn với những suy nghĩ của mình thì bạn cần phải chủ động trao đổi với những người xung quanh những người có nhiều kinh nghiệm để có thể quyết định của mình được đúng đắn hơn trong ngày này với bạn tuổi hợi, nếu như bạn có kế hoạch xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hướng đem lại nhiều may mắn giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi, may mắn. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ thông minh, nhanh nhẹn, nhưng đôi khi lại quá nóng vội. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc cần cẩn thận khi đưa ra những quyết định trọng đại. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim trao đổi với mọi người nhiều hơn. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy không nên than vãn khi đối diện với vấn đề. Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.